Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 460 phê duyệt chiến lược nợ công đến năm 2030, trong đó nêu quan điểm, mục tiêu, định hướng, giải pháp quản lý nợ công, đáp ứng nhu cầu vay với chi phí rủi ro phù hợp, đảm bảo kế hoạch trả nợ, kiểm soát các chỉ tiêu nợ công, nợ chính phủ, nợ nước ngoài quốc gia. Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh, kinh nghiệm quốc tế cho thấy việc tổ chức mô hình cơ quan quản lý nợ cũng hết sức đa dạng, có nhiều cách tiếp cận, phương thức quản lý nợ khác nhau nhiều quốc gia đã lựa chọn thiết lập cơ quan quản lý nợ công dmo để tập trung các chức năng quản lý nợ nhằm đạt đến trình độ chuyên nghiệp hóa cao các quốc gia oecd chọn thiết lập một cơ quan quản lý nợ độc lập như áo phần lan ireland bồ đào nha thụy điển đức hungary và anh một số quốc gia khác thiết lập văn phòng dmo riêng biệt nhưng hoạt động dưới bộ tài chính như úc bỉ canada pháp hà lan new zealand ba lan và mỹ trong khuôn khổ đợt làm việc đoàn chuyên gia đã có một phần trao đổi trực tiếp với các cơ quan của đảng quốc hội chính phủ các đơn vị được giao thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến quản lý nợ trong bộ tài chính các đối tác tham gia thị trường vốn tiếp theo các buổi làm việc trực tiếp nhóm chuyên gia phối hợp với bộ tài chính tổ chức hội thảo để chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về các mô hình thể chế quản lý nợ công giúp các cơ quan có thêm thông tin để có cái nhìn tổng thể đầy đủ về chức năng nhiệm vụ và công tác phối hợp trong quản lý nợ trên thế giới và bối cảnh việt nam